Không ai dạy ta cách làm cha, làm mẹ. Không ai dạy ta cách chơi với một đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 13 tuổi, rồi 15 tuổi. Và rồi ta cứ áp đặt các con. Ta yêu cầu con thực hiện nốt cái giấc mơ dang dở của ta. Có phải không ạ? Nên là ta vô minh. Ta đã đánh cắp nụ cười của con. Ta đánh cắp cái giấc mơ của con. Ta cắt lông cắt cánh của con. Để cho con của mình sống trong nỗi sợ hãi, tủi hờn các anh chị. Con chính là món quà. Cực kỳ phước lành khi chúng ta có con của mình trong cuộc đời này. Ta thường nói rằng mẹ cho con ăn này, mẹ cho con uống này, cho tiền đóng học này, cho tiền mua quần áo này, rồi cho nhà cao cửa rộng này. Và rồi mình có nghĩ ngược lại không? Con cho mình thứ gì? Con chăm nom tinh thần của chúng ta. Con cũng cho mình rất nhiều bài học trong cuộc đời này. Và con đến với thế giới này thông qua chúng ta. Không có sự lựa chọn ở đây. Mình không chọn được con. Và con cũng không chọn được cha, được mẹ. Nếu mà mình mà chọn được con ý, thì mình đã xách cái làn đi chợ, đúng không các anh chị? Và rồi thấy đứa nào trông trắng trẻo, xinh xinh thì mình nhét vào làn và mang về nuôi. Nhưng rõ ràng mình đâu chọn được con đâu. Và con cũng không chọn được cha, được mẹ. Tất cả chúng ta là món quà của nhau. Con là món quà của ta. Và ta cũng là món quà của con. Con cũng cho ta những bài học giá trị lắm trong cuộc đời này. Con cũng cho ta sự kiên nhẫn. Con cũng cho ta tình yêu thương. Con cũng cho ta động lực để ta trở nên trí tuệ hơn, tuyệt vời hơn, có nhiều động lực sống hơn trong cuộc đời này. Nên mình chỉ nghĩ rằng mình cho con cái này cả đời, mình chăm nom cho con, mình cho con cái kia, mà mình quên mất rằng con cũng cho mình rất nhiều thứ. Nên là ta là món quà của con, và con cũng là món quà của ta. Nhưng chỉ có một điều, đó chính là khi ta chào đón con đến với thế giới này, thì bà mụ quên mất không cài vào cái nách của con bản hướng dẫn sử dụng. Mình đi mua cái gì mình cũng có cái bản hướng dẫn sử dụng, đúng không ạ? Kể cả là cái nhỏ nhất, mình cũng thấy có bản hướng dẫn sử dụng. Thế mà bà mụ bà ấy quên mất không cài bản hướng dẫn sử dụng và làm cho mình bối rối trong hành trình nuôi dạy con. Và chúng ta cũng không được học cách làm cha làm mẹ. Nên là nhiều cha mẹ vô minh cắt lông cắt cánh của con. Nhiều cha mẹ vô minh bóp chết giấc mơ của con. Và nhiều cha mẹ vô minh đã bóp chết tài năng bên trong con. Bóp chết cả cái niềm vui của con nữa. Ngày bé con của mình cười 400 lần một ngày cơ mà. Các anh chị comment đi ạ. Con của mình cười 400 lần một ngày. Và cười không cần lý do. Không có răng cũng cười. Cười rất là thoải mái. Cười tươi hết cỡ thì thôi, đúng không ạ? Cười 400 lần một ngày. Nhưng bây giờ con mình 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi. Các anh chị còn nhìn thấy con cười không? Các anh chị, lần gần đây nhất các anh chị nhìn thấy con mình cười thoải mái là khi nào vậy? Comment cho cô Lanh nghe đi. Lần gần đây nhất các anh chị nhìn thấy con mình cười lâu lắm rồi các anh chị ơi. Không ai dạy ta cách làm cha, làm mẹ. Không ai dạy ta cách chơi với một đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 13 tuổi, rồi 15 tuổi. Và rồi ta cứ áp đặt các con. Ta yêu cầu con thực hiện nốt cái giấc mơ dang dở của ta. Có phải không ạ? Nên là ta vô minh. Ta đã đánh cắp nụ cười của con. Ta đánh cắp cái giấc mơ của con. Ta cắt lông cắt cánh của con.
để cho con của mình sống trong nỗi sợ hãi, tủi hờn các anh chị. Cô Lanh chúc mừng các anh chị mà mình mới nhìn thấy một nụ cười thoải mái của con ngày hôm qua hay là tuần vừa qua. Đấy cũng chính là cái niềm hạnh phúc nhất của người cha, người mẹ. Có phải trên hành trình làm cha, làm mẹ, mình cũng không phải kỳ vọng sau này con mình trở thành ông nọ bà kia, hay là con của mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà là con của mình hạnh phúc, đúng không các anh chị? Cái giấc mơ của mình chỉ là con của mình hạnh phúc thôi. Nên bây giờ mình bắt đầu hành trình học làm cha làm mẹ đây này các anh chị ạ. Không ai dạy mình cả, và mình cũng có sự tổn thương. Nên cái điều đầu tiên đấy là con là món quà đời các anh chị nhé, là món quà đời. Và chúng ta cũng thế, chúng ta sinh ra và cha mẹ chúng ta chào đón chúng ta, mà mụ bái cũng không có cài cái bản hướng dẫn sử dụng và đưa cho cha mẹ mình, nên cha mẹ mình cũng bối rối trong hành trình nuôi dạy mình. Và cha mẹ mình áp đặt mình thì bây giờ mình áp đặt con. Cha mẹ mình đánh mình như thế nào thì bây giờ mình đánh con như vậy. Cha mẹ mình mắng mình như thế nào thì bây giờ mình mắng con như vậy. Cha mẹ mình chửi mình như nào thì bây giờ mình chửi con giống lắm luôn ấy. Bao nhiêu các anh chị nhìn thấy mình là một phần bản sao của cha của mẹ trong hành trình nuôi dạy con thì các anh chị comment số 1 đi ạ. Chúng ta comment số 1. Bắt đầu nhìn thấy vấn đề rồi đấy các anh chị. Và khi mà mình nhìn thấy vấn đề ấy, thì 50% là mình được chữa lành rồi. Nên con chăm nom tinh thần của chúng ta và con cho ta sự trưởng thành nhé các anh chị nhé. Con cho cha mẹ sự trưởng thành trong cuộc đời này đấy. Và chúng ta là sự hoàn hảo dành cho nhau. Nên là biết ơn con trong cuộc đời này đã hiện diện ở đây cùng với cha, với mẹ để cùng nhau tốt nghiệp cuộc đời tuyệt vời này các anh chị. Đấy là cái tư duy đầu tiên, con là món quà. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.